Rồi chào tất cả anh em chú bác mình nha. Rồi chung đi mấy ngày nay đi bãi không có gì mua anh em ơi. Tại trong đợt cấm hàng cho nên thì có gì chơi đó nha. Thì nói chung mình cũng để giới thiệu cho anh em những sản phẩm hàng bãi Nhật thôi. Thì xe đạp từ lực của Nhật, những anh em mà chơi chú bác mà chưa tiếp cận được thì hãy xem, mình xem chơi giải trí cũng được, xem cho biết nha. Có nhu cầu thì mình cứ mua về trải nghiệm, đảm bảo mua chạy là thích, nó chỉ là trợ lực thôi chứ chưa không phải như những chiếc xe điện anh em chú bác mình mua ở Việt Nam này. Thì mình sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cái nào hợp thì inbox. Thì nói chung giá những tỷ những con này nó không tới 10 triệu anh em, tại mình không báo giá chính xác để cho anh em biết sao. Một, nó có xe zin và xe dọn là dọn phụ sơn mới. Và cái thứ hai nữa là cái tùy chọn pin, một pin zin, hai pin đóng, dung lượng cao hay là thấp, tùy đó nó thay đổi ở số tiền ở đó nữa. Đó, nên là anh em cái mạnh dạng inbox ha. Thì trong giá thì sử dụng nó rất là cao nha, nó thì sử dụng rất là cao, bền bỉ. Thì trước tiên là có con này là hàng cũng khá là ngon, là ok nè. Con này là sơn zin luôn nha. Này là lòng, này lòng lô thôi, lòng chợ thôi. Chung cái lòng này có thể thay đổi bằng cái lòng inox nữa cũng được ha, lòng trắng á. Đây là cái nước sơn này, màu này rất là đẹp anh em, màu tím, kia là màu tím than, tím than nha, trắng nè. Chung cái nào zin là zin nha, còn cái nào lô là lô mình sẽ báo rõ. Dẫn con thấy hết tài nha, cam cam inox, mọi lo xe đi, đồng là đồng nhôm, hàng này mình đảm bảo siêu bền luôn á. Cái yên này là yên zin nè, làm rất là đẹp ha. Cái này là thích hợp, cái này là size 26 anh. Anh chị em nam nữ thì đi cũng được, người lớn tuổi đi cũng được. Cùng hạ cái yên đây. Cái này mình chưa lắp pin thử nha anh em, tại vì có nhiều xe phải thay đổi pin qua để cho anh em tùy chọn đó. Thì chức năng nó cũng cơ bản như những con đếm mấy đứa mình đang thôi. Chức năng nó đơn giản lắm, không có gì khó. Thì nó vẫn là ba số bên tay phải mình. Cái này thiếu cái chuông nha. Đây, tất cả là zin, con này cũng khá là đẹp anh em. Cái này là cảm biến khi có ánh nắng chứ vào nó sẽ sáng nha, chứ không có pin đâu. Con này zin, để con mình tìm cái khuyết điểm của nó nha anh em. Chung là cày xước lông mèo, lông chuột gì đi. Con Yamaha, động cơ Yamaha đây. Chung những cái động cơ này anh em tỷ lệ hư là không bao giờ hư. Tại vì bên anh biết sao, cái động cơ bên dưới nó kết nối dây lên, không chỉ có phần hư thôi, chỉ là phần chai chỗ có vị trí pin này thôi chứ không có vấn đề xuống hư xuống động cơ đâu. Cho nên anh em dùng thì yên tâm về phần đó ha. Con này quá đẹp, con này cũng đẹp ngang ngửa mấy con hôm trước mình bán nha anh em. Xe xước lông mèo, hàng dặm là nhìn một phát biết luôn nha. Xe xước những cái vết tày như thế này là không thể tránh khỏi nha anh em. Một cái hay của là cái hàng của Nhật, cái mấy này mình suy nghĩ cũng cũng hơi lâu á. Cái này là cái gì đây? Để chưa cắt dây. Cái này là ở nhà chỗ này. Rồi cái phần số nó nằm bên nào rồi đây. À cái này là cái dây số anh em. Dặn ở tay bên phải là số này, dây vô số á. Hay lắm, thiết kế ba số nó nằm bên trong cái đợt này rất là tinh gọn luôn, bằng cầm tay mình thôi, rất là thông minh luôn, đúng là đi trước thời đại nha. Trong cái này hàng này của Nhật thì bên Nhật nó giờ hiện tại bây giờ nó vẫn còn sử dụng nha anh em, mà ở Việt Nam mình anh em thấy ra đường là ít, chạy xe tàu với xe Việt Nam mình thì rất là nhiều, chứ cái xe này là hình như gần như nó rất là hiếm, kể cả cái khu mình nữa. Khi mà đi chơi ra chợ là người ta giờ người ta ngó thôi, xe nó đẹp. Này bên Nhật nó có đăng ký sở hữu anh em, không phải là đơn giản đâu. Con này cũng khá là ok nha. Đó. Xây sức cực kỳ ít. Con này không dặn không tốt, cứ mà riêng. Còn chỉ có cái lòng thôi. Chỉ có cái lòng này thôi. Nói chung là chức năng nó là chỉ như vậy thôi. Giá này cho anh em tham khảo là không tới 10 triệu đâu luôn, rồi tùy chọn pin nữa ha. Ở ngoài đây thì cho anh em xem thêm cái con này là, ví dụ con này là con này dọn nè, spa lại là coi như là phủ sơn lại thôi anh em. Còn những cái động cơ đồng căm
dĩa, sên, động cơ là không có thể thay đổi nha. Chỉ có phủ sơn nữa thôi. Lắm. Đó là sự khác nhau về giá tiền ở chỗ đó nghe nha. Nói chung là anh em nào thích hàng zin thì mình chơi hàng sơn zin thì nó giá trị nó cũng là 1-2 triệu đồng ở cái nước sơn này nữa ha. Thì để có gì con kia thôi, chưa lắp pin cũng là 3 số. Con này có chuông nè, anh em cần con nào thiếu chuông thì anh em muốn lấy thêm mình sẽ chung sàn qua sàn lại được ha. Chuông đi bán cà rem anh em, chuông gì hết, tôi bán cà rem thôi. Pin zin nha, con này rồi rơi vào khoảng nếu mà anh em chọn pin tốt thì cũng không tới 7 triệu đồng. 7 triệu đổ lại, 7 triệu thôi. Bước đóng của pin là 7 triệu là anh em chạy vô tư. Còn con này thì đương nhiên nó sẽ đắt hơn, không tới 10 nhưng mà đắt hơn con kia ha. Zin quá đẹp. Cho anh em là tùy chọn pin là pin đóng hoặc là pin zin nha. Còn tiếp theo là con này. Con này là con chưa đóng pin nha nè. Ốc pin nó chà bá lửa luôn nè, khoảng 3 tấc. Con này là vừa tay ga vừa trợ lực liên nha. Có thay đổi một số chi tiết là có dặm sơn rồi, dặm nhẹ thôi chứ không có phải là phủ khô hoàn toàn. Con này rất là chống đũng, không còn zin nhiều. Bánh xe cũng thay nè nè, bánh xe thay trên zin. Mấy cái đồ này hao mòn ở bánh xe bên Nhật có xài hao mòn hay này nó có thể thay được ở Việt Nam nha. Thông số là nó rất là dễ tìm, dễ kiếm. Bình Shimano 7 số. Dĩa. Yeah. Cái động cơ bự nha. Này là nó xài tay ga. Vừa tay ga vừa trợ lực. Tức là khi anh em dặn đây. Cái này zin nha. Cái con này spa lại rồi. Thì anh em mua cho con mà học sinh nam á, cấp 2. Và cứ nào cũng thích thể thao thì mua cho nó rất là ngầu nhé. Đó, có thể gấp lại à, thao lấy pin. Đó, nó có cái lẫy dưới đây nè, thiết kế cực kỳ thông minh không. Bóp đây, nó những sơ cho anh em ha. Cái này như cái đầm nó bị cái đồng hồ hiển thị nó bị gãy rồi, thay cái tay vậy, thay cái này thôi. Mở lên là chỉ hiển thị là cái tay ga mình dặn ra là mình chạy ha. Còn không thì mình đạp trợ lực. Bên đây thì nó là cái chi tiết thì nó có phần dạ quang này nè. Cái chi tiết bên đây là cái chi tiết số. À như này, bên đây là chi tiết số ha. Ví dụ mình không dặn ga, mình chạy theo kiểu từ xe điện á thì mình có thể đạp. Đạp như một chiếc trợ lực kia, như những chiếc trợ lực kia. Nó rất là đơn giản dễ hiểu ha. Có thằng tay ga này muốn làm biến thì mình dẫn ga mình chạy, còn xiên thì mình đạp, nó hỗ trợ hết 70-80% rồi, đạp nó vẫn đi hơn đi bộ nữa. Xe xước ta. Con này là con gì đây? Chúng là cũng là hàng bản Nhật để kiếm cái động cơ của nó đây. Anh em chú ý nha, những chiếc xe này nó sẽ là có spa lại nha. Spa là dàn lọc. Chừng cái này thì mình không chuyên về những cái thiết bị này nhưng mà tai nghe thôi mình cũng biết là cái nào thay cái nào không. Cái này thay. Còn cái yên cái da này là da zin. Mình biết là nó có dặm tuốt lại rồi. Màu sơn nó cũng là phối sơn phối đen phối đỏ. Cái đầm này đánh bóng là hết, cái đầm dọn là đánh bóng lại luôn. Cái này là không có thể thay đổi xi măng đâu. Ngay cho học sinh nam ha, trên cấp 2, cấp 3 đó, đi là ok ha. Có những trẻ con là nữ giới nó cũng thích, nó đã yêu thích thể thao thì nó chạy vẫn được ha. Cái đó là tùy sở thích của mỗi riêng mỗi người thôi. Đó, anh em nào muốn chiếc nào thì hãy liên hệ mình báo giá cụ thể và thì cho anh em cái tùy chọn pin. Ví dụ cục pin này đóng có thể là 10A, 15A. Đó, tùy nó khác nhau. Còn anh em muốn mua, anh em nào muốn mua về tự xử phần pin này thì ấy thì mình sẽ bán theo kiểu chưa pin. Rồi tiếp theo con này. Con này là hàng hơi VIP nghe nè, con này thì nó trên 10 triệu tiếp. Con này là con Panasonic. Chưa dọn, mới về. Còn bụi bặm dữ lắm. Này sơn zin hai cái cục trước. Con này
bạch tuộc nha nè, gai gió đây, con này gai gió còn tốt. The size in Japan Panasonic, the size in Taiwan. Ida. Hàng Panasonic thì như là nó có nhiều rất nhiều nhà máy, nghe nên nhiều khi linh kiện nó ví dụ cái bánh xe vỏ xe nó ở Đài Loan, Trung Quốc hay đâu đó sườn ở Nhật thì nó về nó ráp lại, ví dụ những cái đồ nguy hiểm là Panasonic. Đồ điện tử cái nhiều pin nó không bao giờ nó sản xuất ở nội địa. Những mấy nhà giàu nó khôn khôn cái đó đó nha. Bánh Panda. Nhật Mỹ mấy tư bản hay mấy cái ông nhà giàu không bao giờ nó sản xuất mấy đồ nguy hiểm đâu, để cho mấy cái nước như Trung Quốc, Việt Nam mình sản xuất xong nó đem nó rinh về bển thôi. Này ba nam con nít Inzin, cái này là nguyên zin về luôn nghe nè, cái này để chở thêm người để ấy á, lên cho anh em xem ngoại hình đi nha, nè, anh em thấy không bụi bặm này chưa có rửa luôn nè, con này vệ sinh lên chỉ vậy rửa thôi anh em chứ không cần gì thêm hết. Nhưng nói chung là cái lốc mái nhôm này nó vẫn còn kiểu như là cái này anh em mình khỏi phải rửa nha nè, cứ để zin như vậy là chỉ rửa nước thôi chứ mình sẽ rửa quá chắc nó rỉnh ra, nhưng mà có nó không như nó bị cái gì á, nó không có rành lắm. Cái bàn đạp zin luôn, con này độ trầy xước cũng rất là ít thế nè, mấy cái này dơ rửa. Để quay sơ cho anh em xem cái độ zin của nó đi. Con này gần như 90% rồi anh em ơi. Này rửa ra là đẹp lắm. Con này màu đen ha. Màu đen. Càng thắng nhơn. Cái này có thể tháo nhanh nha nè. Cái này tháo nhanh nè. Cái này anh em nào muốn mua thì liên hệ mình. Ví dụ như cái thì ở tỉnh thì mình thương lượng về cái phí vận chuyển nha. Người 50-50 mình sẽ hỗ trợ. Anh em cứ chốt cái lời mình lời thùng bia giờ nó con giữa mồi thôi là mình chơi, không cần lời nhiều cho anh em, cho tất cả mọi người dân ở Việt Nam mình sẽ tiếp cận được những cái xe này của Nhật Bản về dùng mình cảm nhận. Chung giá cả thì mình cũng không bao rẻ ở đâu hơn ai hết, nhưng mà cũng giá cũng vừa chơi nha, có người thì cho là rẻ, có người cho là đắt. Những con hôm trước thì mình bán thì báo giá là đa phần khách cái chốt luôn, báo cái chút luôn à. Có anh mua 2 chiếc và chuyển khoản lần 1, 1 chiếc cũng chuyển khoản phát 1, chuyển khoản đủ. Nói chung là mình sẽ thương lượng với phía ship như này, phía ship này mình đóng gói rất là kỹ cho nên phía ship nó cũng khá cao, cho nên anh mua mình cứ thương lượng những chuyện, nói chung là người hỗ trợ ít thôi chứ không có mình cũng cân đối đồng lời đồng lại để có cuộc sống cho mình. Thì anh em cũng mua cái mức được, mua cái mức giá hợp lý hợp nhãn thì anh em cứ mua xuống tiền mà mua thôi, về trải nghiệm thôi. Con này chỉ rửa nước thôi nghe nè, cái lớp keo vẫn còn nè, Panasonic. Để mình bật nguồn lên coi, cái này như pin đóng lại cho anh em xem cái dàn đầu nha. Đây có thể chỗ để lắp điện thoại nè, quý này xe nam nha, size này size 26 luôn, 26 27 đây, size này size 26 luôn nè. Đây. Này là zin luôn nha em. Bên này pin đóng nha em, này là pin đóng nha, này pin đóng. Này là đóng bạc đèn. Dàn zin Panasonic. Thì nó cũng cơ bản như cái kia thôi, nó không hiển thị LED thôi, nó không hiển thị LED, tức là số này nọ thôi. Đây là cái chức năng chế độ không hiển thị không cần hết như những chiếc xe trợ lực nữ kia ha, nhưng mà này nó hiển thị ví dụ này Eco Navi, cái này chế độ leo dốc vừa, cái này chế leo dốc cao, tức là leo cầu vượt rồi đi ví dụ vậy ha. Thường là mình ở nhà mình chạy là mình để mức cao nhất để nó hết pin mình sạc thôi, không có vấn đề, mình trải nghiệm nó cảm thấy mình thấy nó muốn như thế nào thì mình điều chỉnh nó xuống thôi, không có vấn đề gì ha. Con này tắt nguồn chỉ đơn giản vậy thôi là sử dụng. Cái này anh em đi chụp thể thao hay gì đó có thể dắt điện thoại lên đây, cầm zin nha, cứng cáp, số nó nằm đây, thằng này tới 7 số lần nha nè. Rồi.
tối nha. 7 số. 7 số tại nó này là những cái kia thì 3 số sẽ tích hợp trong cái đợt con này, 7 số nó xài lip tăng giảm. Cái cách sử dụng thì nói chung là cũng rất là dễ như này. Không có gì, giống như một chiếc xe đạp thôi, còn hôm nay là trợ lực chạy đi nó khỏe, đạp đi anh em chạy thể thao đi ngày thay chiếc xe đạp mình đi chừng chục cây là mình cảm thấy mình đuối đúng không? Nhưng mà thì cái này có trợ lực thêm thì mình hỗ trợ lực thêm một hơn một nửa rồi, cho nên mình chạy vừa nhanh, có thể mình đi xa hơn, hấp dẫn hơn. Tự nhiên tập thể thao đi. Đó. Anh em đi ăn đi nhậu cũng được. Này dành cho mẫu nam nha anh em. Panasonic thì nó có giá trị hơn thằng Yamaha. Cái này anh em nào mua mình sẽ rửa. Nói chung mình nhìn cơ bản anh em thấy đi. Hoặc là gì về từ rửa những khuyết điểm mình đã quay cho anh em thấy rồi. Con này chạy xước cũng rất là ít nè. Chạy xước cũng cực kỳ ít. Độ zin là gần 99, hình như không có thay gì. Không thay gì luôn anh em. Cái này đâu có thay gì đâu. Cái bánh này chắc có thể là thay này. Cái Kenda là những của bánh của thằng Việt Nam mình có bán hả? Nó là size 26. Rồi thì hôm nay giới thiệu cho anh em có giá trị những con xe hôm nay vừa con này Panasonic này là dòng vừa thể thao, vừa chung là cũng cái hàng này Panasonic nó tiếp hơn này. Đời nói chung là đời thì anh em khỏi phải quan tâm gì, có anh em nào cũng kỹ thì quan tâm đời, còn không thì mình có dùng được đời cao đời thấp nó cũng không. Đời cao đời thấp gì nó chẳng khác chỉ là cái gì mà cái xe đạp cũng là trợ lực. Chỉ cái thiết đời cao nó làm thêm cái đồng hồ thôi, chứ đồng hồ nó cải tiến thôi chứ nó không có cải tiến gì thành động cơ. Cũng là động cơ ví dụ 24V, nó không có thay đổi cái gì hết, nên thay đổi mẫu mã như thôi, cái cải tiến về cái phần đồng hồ hiển thị. Tiếp theo đánh giá của mình là quan điểm của mình thì anh em thấy là mình thấy là nó không có cải tiến gì, chỉ khác nhau ở cái đồng hồ thôi, còn động cơ nó là gì không thay đổi. Động cơ này là siêu bền như thế này. Thì giá cả mình như mình đã nói ban đầu thì nó có, con này thì nó hơi cao hơn mấy con kia nha, nó vượt 10 triệu tí ha, tùy theo chọn pin cho anh em nữa. Vỏ pin thì dù muốn đóng pin như thế nào nó còn như thế, rồi pin gì thì đương nhiên giá tiền nó sẽ thay đổi ở đó nữa ha. Con này thì cho mình đánh giá là còn hết, còn ok 90% ha. Còn lại nhắc lại ha, con này là tay ga trợ lực chứ không phải là trợ lực không, vừa tay ga vừa trợ lực không đạt. Đó, hết pin thì hết điện gì thì là cứ khỏi phải lo về vấn đề, nhưng nó vẫn đạp được, không có gì hết. Con này cặp bánh thì có thai nha anh em, có con này anh em nào mua cho con phụ nữ đi học này rất là ok, cho con phụ nữ đi chợ, cho vợ đi chợ, cho vợ mặt trời luôn á. Con này rất là đẹp, màu tím than, bên trong thì nhìn nó màu, bên trong nhìn đây thì nó khuất khuất tối tối nên là nhìn nó màu đen, nhưng mà đây qua camera anh em vẫn thấy là màu tím than, cũng khá là sang. Thay đổi cái lòng nữa nè, thay đổi cái lòng. Chung là con này cũng giá dưới 10 triệu thôi, không có hơn. Pin thì anh em tự chọn, muốn lấy pin xin thì mình giao cho pin xin, còn muốn lấy pin đóng thì mình sẽ là đóng pin, mình sẽ hỗ trợ cho phần pin vĩnh viễn cho anh em, mình làm pin mà. Anh em mua những con xe điện thì chứ giá ở Việt Nam mình thấy nó đâu có rẻ đâu, hoặc là xịn. Nhất là phụ huynh đi mua cho con đi học, mua xe 50 á, xe 50 mới thì nó khoảng mười mấy 20 triệu rồi, xe cũ 10 triệu gì vậy. Xe cũ nó cũng vượt 10 triệu tùy theo đẹp xấu, cái đó thì mình biết. Lý do mình biết là cũng nhiều khách chia sẻ mua mấy xe tàu thôi mà không phải là xe xịn của Nhật nữa, mà là 50 thôi nó là mười mấy 20 rồi. Có anh mua 18 triệu, mua cũ 10 triệu về sửa 2 triệu nó là 12 triệu. Những chiếc xe này có thể độ lên tay ga được luôn nha. Nếu đứa nào, đứa trẻ nào nó không muốn chạy đạp độ lực thì anh được cứ liên hệ mình tư vấn sẽ lên tay ga cái mẫu khác rồi ha. Muốn thì mình sẽ lên cái tay ga cho thời điểm ban đầu luôn khi vệ sinh xe, còn cái này mình vẫn để xin. Rồi clip này thì có mấy chiếc xe giới thiệu cho anh em cũng hơn nhiều, thì anh em xem tham khảo hợp nhãn thì nãy nhu cầu inbox mình. Trong những
giá thì cũng rất là bền lắm nè. Mấy xe này không có hư được, động cơ nói chung không hư, chỉ lọc quá trình sử dụng lâu dài, chỉ về vấn đề pin thôi, mình bảo quản thì thôi, năm nào cho hư. Rồi, cảm ơn các bạn anh em đã theo dõi video này.